Quân quay giùm ba được không? Quay giùm ba được không? Thôi được rồi, để giúp ba cho. Thôi được rồi, thế ra không sao đi, coi em tắt mũi. Ê, thử con mà làm nó bể bọt hết ngon không? Nó có mùi gì quên? Mùi ong hả? Nó ngọt, nó chua hay là nó là sao? Ngọt hả? Ông á, mày mới về á. Ông á, này này chị em camera này. Thì được 3 kg ha. Quân chạy ra ngoài tủ lạnh á, lên cái thau nó đỏ nó nhỏ nhỏ ra cho ba. Rất là đã ha. Mùa này mọc là tốt nhất trong năm nha cả nhà. Không phải cái thau nhỏ con, ở trong tủ lạnh á. Đào bà coi. Phải không? Đây. Anh ơi. Anh ơi. Để phóng hồi nha. Anh ơi. À. Wow. Cái là nó trào mở liền rồi. Những ổ này phải để cho nó cẩn thận ha, không nó bể. Giờ mình làm hết cái này xong mình sẽ lấy phóng hôi nha. Điều quay cho nó hơi khó một tí. Làm gì Quân? Con làm gì vậy? Bữa gì? Thank you.
kéo qua đây. Ăn món mặn này không? Yeah. Ăn thử đi. Bye bye nè. Ngon. Thử đi. Ủa nhỏ xíu à, thử đi. Nè con cắn à. Cái này không có, có phải đây à. Thử đi, cắn một miếng đi. Nè, tất nhiên là ba. Thử đi, nếu mà không ngon thì nhả ra. Không ngon nhả ra. Thử đi. Nè. Tụi nhỏ chiếu à. Có ba mà. Thấy không? Đâu có gì đâu. Bác thử nào. À biết biết à. Không, từng lấy nè. Coi băng nè. Coi ba nè. Nè. Một lại luôn Quân à. Thử đi. Có đây. Có Quân có đây Quân. Thôi liếm này nè, thôi liếm này. Mà chạy nha, đừng mà chạy nha. Thấy không, ngon là dở. Ngon gì đó, ai sẵn ăn, cắn đi ba em. Thế đấy cũ á. Chẳng quá êm. Nên thì lấy phóng hồ cho cái ngày trên nha. Anh Linh đỡ không? Bị gì không? Anh Linh có bị gì không? Không bị sao á, để bị xuống một cái sông thôi, chỉ chỗ này nó dễ bị sông á. À. Nó bị bản phố để tay
xong phần bọt mình sẽ làm cái phần phấn thôi nha. Quay giùm ba được không? Ừ? Biết quay không? Không biết hả? Mấy ghế cái con màu đây nè. Cái ghế này nó cao quá. Quân Quân, chạy ra lấy cái thao nhỏ cho ba, kêu mẹ lấy cái thao nhỏ cho ba. Con hồ này bình thường nó sẽ sệt sệt ha, mà mình để tủ lạnh nó sẽ cứng lại. Cái gì vậy? Để xuống đây ba coi thử có gì không. Ok được, cảm ơn Quân nha. Rất là khó ha. Ba. Sao con? Con có bật giỡn con bạn á. Làm gì? Con có bật chứ. Bạn làm cái gì? Giỡn bạn đi đâu? Hả? Con giỡn bạn đi đâu? Con có bật giỡn bạn đi tìm ông á. Tìm ông ở đâu? Quân ơi, cầm cái máy bay quay giùm ba Quân nhé. Ăn nó ngọt ngọt
bùi bùi ha, thơm lắm nha. Tử đâu? Dạ đi đâu? Đi đâu đâu? Ai mà biết cái tác dụng của phấn hô thì lên Google nha. Thank you.
có cái người ta vàng vàng ha, cái thì nó hơi nâu nâu, nói chung đa phần là vàng mình chính xác rồi. Cái này phải để lâu nó mới cứng được chứ không nó sốt sốt khó làm, vì mà vẫn còn độ sốt nữa ha. Quân qua ăn thử này được không Quân? À, ăn thử này được không? Ừ, táo vào trong miếng ăn thử nè. Cái này đâu phải mật ong đâu, cái này cái khác mà. Thử đi. Đi tới đây. Trời ơi, cái này còn ngon hơn kẹo nữa con. Ăn không bị sâu răng, cái ăn này ăn vô là diệt mấy con sâu liền. Nè. Đâu ăn mạnh vô gì đâu mà ngửa cái gì đâu mà sợ ăn cắn đi cắn nè ăn à đó như ba vậy đó. Ê trời sao đâu cái gì sao vậy nó bị sao ớn hả? Để coi thử, nó trợ như kẹo vậy. Hay quá ha. Ăn lại không? Ăn lại không? Ủa ăn kẹo được mà sao ăn này không được là sao? Quấn. Chưa tớ mua cái bánh kem. Màu quá đã. Cái phấn hồi em ké cái này kêu ké này riêng cái phần ong này là không bỏ cái gì hết á, chỉ bỏ mấy kẹo cay thôi. Lấy cái phấn hồi nè. Ừ dùng để dùng ăn ăn tốt quá. Chứ sao đâu bỏ gì đâu, nó chỉ dùng mà chỉ bột thôi. Ủa em, lấy cái cạch dự phòng gì mới?
Dị Quân nhỏ lại cho ba. Nhỏ lại to quá. Cuối cùng mình lên về chưa? Chưa về luôn hả? Ủa lên về chưa? Say quá mà. Phụ lấy dùm cục sạch dự phòng á. Cục sạch dự phòng tới đâu? Xuống nè. Này quá thiệt. Tùy theo khu, có khu kia là phóng hô, còn có ở đây như chúng mình là khu ghế ha. Đâu Thank you.
bên để kiếm cục sạc dự phòng này. À, cái này gọi là quân nè, thử không? Gì mà sợ vậy hả? Uống trên đào được mà cái này không dám uống, không dám ăn. Bột bột ngọt ngọt mà. Đang live stream trong đây nè. Đang live đó.
Nhỏ luôn Quân. Quân Quân mở quạt, Quân Quân mở quạt cho ba. Không có mát, quay lại quạt cho đúng bay. Rồi được rồi, ok. Hết binh rồi. Dưới phòng sao không thấy là sao trời. Hết pin rồi, gần hết rồi. Thôi, dừng lại giùm anh em. Dạ. Trò này kiếm trời.